tăng, nhà xe đồng loạt xin tăng giá. 11 doanh nghiệp vận tải hành khách tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh kê khai điều chỉnh tăng giá vé ở mức khoảng 20% so với trước đây. Trong cơ cấu giá thành vận tải thì nhiên liệu chiếm từ 25-30%. Do đó, với mức giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh tăng thời gian qua gây khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, nhu cầu đi lại của người dân chưa thể phục hồi như trước. Tại bến xe miền Đông, lượng khách bình quân đạt khoảng 7.000 khách một ngày, chỉ đạt 40% so với tháng 2 năm 2021, còn so với thời gian trước dịch chỉ đạt khoảng 30%. Doanh thu từ hoạt động vận tải thấp, chi phí nhiên liệu leo thang. Đây là nguyên nhân khiến đơn vị vận tải phải điều chỉnh tăng giá vé. Động thái được đánh giá là cực chẳng đã, bởi giá vé tăng, khách hàng sẽ càng cân nhắc việc sử dụng dịch vụ. Bến xe miền Đông sẽ gửi đề xuất lên cơ quan quản lý là Sở Giao thông Vận tải để xem xét việc tăng giá vé trước khi áp dụng ở bến.